Kobayashi Pharmaceutico hôm 28 tháng 3 công bố thêm hai trường hợp tử vong sau khi dùng một sản phẩm có chứa men gạo đỏ có tên là Benikoji. Cả hai đều có các triệu chứng giống với vấn đề về thận. Các trường hợp nhập viện do sử dụng các loại thực phẩm chức năng được bán ở Nhật Bản, trong đó có sản phẩm Benikoji Cholesterol. Sản phẩm này được sản xuất từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023 với quảng cáo sẽ giúp người dùng giảm cholesterol. Nhiều thông tin cho rằng sản phẩm có chứa men gạo đỏ có thể làm giảm cholesterol. Có thể là có, nhưng chúng chưa được xác nhận khoa học. Những tác dụng của men gạo đỏ chưa được xác thực. Việc bán những sản phẩm đó ra thị trường khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng chúng có hiệu quả. Từ góc độ của các chuyên gia y tế, điều này rất không phù hợp. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, một bác sĩ đã liên hệ với hãng Kobayashi để thông báo về một bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thận có sử dụng sản phẩm của họ trong tháng tiếp theo, công ty cũng nhận được thêm nhiều báo cáo về vấn đề sức khỏe, nghi do sản phẩm của họ. Nhưng mãi đến ngày 22 tháng 3, Kobayashi mới báo cáo với cơ quan chức năng. Tháng Kobayashi đáng lẽ nên cảnh báo sớm thông tin và kêu gọi công chúng ngừng sử dụng các sản phẩm ngay lập tức. Việc cảnh báo sớm có thể ngăn ngừa tổn thương thận và sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên có thể do lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hậu quả tiêu cực về kinh tế cho công ty, nên họ đã không tiết lộ thông tin sớm theo thông tin từ bộ y tế và phúc lợi nhật bản hiện tại nguyên nhân dẫn đến tử vong sau khi sử dụng thuốc chưa được xác định tuy nhiên các chuyên gia vẫn nghi ngờ nguyên nhân đến từ benikoji bê bối của kobayashi đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường thực phẩm nhật bản phân khúc đang phát triển mạnh mẽ sau khi chính quyền nới lỏng những quy định về ghi nhãn sự cố này có tác động rất lớn đến ngành thực phẩm chức năng với tư cách là một chuyên gia y tế tôi nghĩ việc những sản phẩm như vậy biến mất khỏi thị trường là một điều tốt cho cộng đồng việc khôi phục lòng tin của công chúng sẽ mất nhiều thời gian và không thể xây dựng được trong một sớm một chiều nó cũng phụ thuộc vào cách họ xử lý vấn đề trong tương lai Vụ bê bối của hãng Kobayashi không phải là duy nhất. Trong quá khứ đã từng có không ít thực phẩm chức năng có xuất xứ từ các quốc gia lớn như Trung Quốc hay Mỹ dính vào bê bối chứa chất độc, chất cấm. Nổi bật có vụ bê bối thực phẩm chức năng gây chấn động thế giới là bốn hệ thống bán lẻ lớn tại Mỹ là GNC, Target, World Green và Walmart đã bị phát hiện bán thực phẩm chức năng kém chất lượng không đạt chuẩn vào năm 2015. Cụ thể là thực phẩm chức năng bổ não Ginkgo Biloba hay vụ thuốc giảm cân Slim K capsules và Bilipo capsules của công ty Bethel, New York, Mỹ chứa chất gây ung thư xảy ra năm 2014.